Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay Việt đang có mặt tại thôn Hao Bó để quay qua một trích đoạn, một đoạn cấp sắc của người dân tộc Dao áo dài tại của bà con nơi đây. Thì Việt có công việc nên là sẽ không thể quay được 2 ngày liền, nên là Việt sẽ quay trích đoạn ở đây. Thì mong quý vị và các bạn thông cảm, thì Việt sẽ quay cho xem tìm hiểu cái người Dao ở đây có cấp sắc có khác gì với người Dao trên Hà Giang không nhé. Ở đây là Hao Bó thuộc huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang mọi người ạ. Đây cũng là phong tục tập quán của người Dao áo dài cấp sắc để làm lễ trưởng thành cho những người con trai. Còn nếu cấp sắc của người Dao đỏ thì sẽ là cấp sắc 7 đèn cơ. Đây bắt đầu là đi qua cái đài này, bắt đầu vào trong nhà mọi người ạ. Đi vòng quanh này làm lễ xong để mới được vào bên trong. Trên nhà bắt đầu đang gõ trống chiêng rồi. Có cái chày này bắt đầu trống lên để gõ này. Cái này thì Việt biết là cái gì, tí Việt sẽ hỏi. Luôn vào cái đấy rồi. Cái này mình gọi là cái gì thầy? Cái chày, chày này mình gọi là cái gì đấy? Buộc vào đây này. Cái này là làm phép để phép không là sợ người ta ở khắp nơi lạ đến nó thử của mình đấy. À rồi. Cái này là phản. Trong này là có một phần nó hay nghịch. Vâng. Mình làm nên nó hay nghịch. Kiểu nó cũng được làm đấy. Vâng. Mình làm đây là mình làm phép trước. Đấy, gọi cúng thủ công rồi đi ạ trước ấy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hay thế. Chia chỉ thành chết. Chia chỉ thành chết. Xe này mình để làm gì anh? Cái này là phải có tất cả đám đám cấp sắc phải có cái đây. À. Có đủ khắp cái thành phần. Cái này là để cho ông bà tổ tiên nó về ở trong. Nhà xe này để cho ông bà tổ tiên để ở trong. Cho ông bà tổ tiên về ở trong đấy. Có về đủ đám cho cấp sắc. Thì các bạn cùng xem đây là đám cấp sắc người Dao áo dài Hàm Yên. Yeah.
cắp sắc cho người con này, và đi kia là bố này, hiện tại đang ngồi đây, quỳ ở đây này ạ. Nhà mình không? Hay lợn nuôi? Được nhà đấy. Lợn nhà. Thế này ăn được không? Thì cứ ăn vào thử xong mới biết được. Ừ. Nhưng mà hôm nay chủ nhà ăn kiêng không? Có kiêng không? Kiêng đấy, chủ nhà phải kiêng đấy. Ô, chủ nhà kiêng à? Bữa này vẫn ăn được. Thôi ăn nốt bữa này thôi nhỉ? Bữa này là ăn được nhưng mà sau bữa này là chủ nhà phải kiêng. Ờ, chủ nhà quán này là kiêng ấy nhỉ? Thế tình hình tối chiều nay anh em mình có kiêng không? Chiều nay có, vẫn phải kiêng đấy. Thôi trốn đi nhá. Trốn đấy, chắc trốn. Là phải trốn vụ này đấy. Trốn đâu, anh em trốn đi uống rượu. Trốn đi cao đường đi nhỉ. Ôi anh em ơi, miếng kia đừng thái nữa, để cho vào đây cho mình. Tí mình chắc mang đi nào. Hả? Ủa, túi to quá. Túi này thoải mái luôn. Cán bộ à? Cái này nhiều đấy. Đấy anh em là hộ đầu bếp rất là ở đông. Đây là toàn cảnh nhà ra. Con này nuôi mấy năm rồi nhỉ? Ba năm rồi. Ba năm nhỉ? Mình thử miếng được không nhỉ? Ok, mình thử miếng nhá. Đây miếng thịt lạc, cả lạc cả mỡ để ăn xem như thế nào nhá. Bùi. Như thế rồi. Thôi mà. Ăn giòn giòn nhưng mà thơm, nhưng mà mỗi tội là thiếu cái cay cay. Phải ăn nữa mới có cay cay. Anh em mình phải có cái cay cay ngồi đây luôn cơ. Thơm ngon không ngấy đâu nhá. Mình thích ăn cái miếng đồng chí này thái thái này, nhiều lạc này. Đấy. Ăn có chết người không đấy? Sợ chết người lắm đấy. Anh à, chết đấy mình, nếu mà chết hóc muối thì mình ăn vị chết mới tính. Mà rắc ăn nó đủ đấy hay chết. Ô, cái này gọi là gì? Cháy à? Cháy à? Đây là cháy phải không? Ờ nhưng mà ăn mình là gì? À? Ăn mình là gì? Tiếng Giao mình ăn là gì? Nắng nhìn nắng cao. À tưởng nhìn cháy. Ăn cơm cháy mà. Ăn cháy đi, ăn cháy rồi không? À, ăn cháy đi anh. Đi đây thôi à? Đánh 5 bát đây à? Đúng rồi đấy, mình xem thôi đấy. Đánh 5 bát thôi á? Đi quá nhỉ? Đi có thời ăn hết sao? Ăn bánh xe thì đánh... À, ăn bánh xe à? Chơi quả nước nóng này, nước nguội cho nó nguội luôn đấy. Con này cũng có tuổi rồi nhỉ? Con này 65 cân. 65 cân có tuổi rồi đấy nhỉ? 45. Ông bà toàn thấy ngô mới ấy thôi. Ngô mới chuối thôi. Sắn cùng. Bị dây chưa? Cái bọn người này bảo cám ăn kéo nó đau bụng đấy. Nước này vẫn nóng. Được không?
Có mì chính chưa? Xem đồng chí đánh món này xem tí ăn được không nhá, đồng chí phải thử trước nhá. Cẩn thận sập nha các đồng chí nhá, đứng ở đấy sập đi nhá. Nhức cái vẫn còn mà. Ok kia không phải. Đúng không? Đánh vừa tiết thôi. Vừa mà. Đánh nóng luôn đấy. Đánh tiết canh nóng luôn đấy. Sờ xem có nóng nó không? À bấm đâu nhỉ? Ấm rồi. Đánh kết lóng ở tới canh nóng. Mấy vắt dựng dừng đũa vắt là đông luôn chứ. Phải chơi bài kiểu thế chứ. Ý lấy là đang treo lên mà. Nhưng mà mày để chỗ này nó. Bắt đầu giờ là theo cái cầu dưới lên đường nhá. Bản thân tuổi già có kiến thấy. Xong cái cầu này là các thầy nghỉ giải lao ăn cơm xong là bắt đầu cúng tiếp nhé. Thì bữa này thì các thầy vẫn được ăn thịt này. Xong bữa này thì các thầy phải kiêng hết. Hết cấp sắc xong thì mới được ăn thịt lại. Đây, các chị em đến khá là đông để xem nghi lễ cấp sắc và ủng hộ gia đình luôn mọi người ạ. Thường đa số cấp sắc là cũng để bà con đến cực kỳ đông vui.